Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cùng 6 người bị bắt để điều tra về việc thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm thiết bị xét nghiệm COVID-19. Chiều tối ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Nhật Cảm, 57 tuổi, Giám đốc CDC Hà Nội, cùng 6 người khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt và khám xét đối với bị can. Các bị can còn lại gồm Lê Xuân Tuấn, 38 tuổi, nhân viên phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội, Nguyễn Vũ Hà Thanh, 41 tuổi, trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội, Đào Thế Vinh, 45 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Nhất, 34 tuổi, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoa học Vitech, Nguyễn Trần Duy, 40 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành và Nguyễn Thanh Tuyền, 35 tuổi, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Phương Đông. Quá trình điều tra bước đầu xác định, các bị can đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Real-Time PCR tự động, xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Đầu tháng 4, ông Cảm và một số cán bộ của CDC Hà Nội bị Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Bộ Công an triệu tập làm việc liên quan đến việc mua sắm máy xét nghiệm. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra triệu tập một số cán bộ CDC Hà Nội sau khi có thông tin tố giác đơn vị này có dấu hiệu sai phạm khi mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và các đơn vị địa phương liên quan xác minh làm rõ. Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, quan điểm của Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy và của Ban chỉ đạo thành phố là các trường hợp vi phạm phải được điều tra và xử lý nghiêm, không nương nhẹ. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế và các quận huyện đã được phân bổ ngân sách phải chủ động rà soát toàn bộ việc mua sắm trang thiết bị y tế, đảm bảo đúng quy trình, đúng giá, không để xảy ra thất thoát hay tiêu cực. Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện có 8 máy xét nghiệm Real-Time PCR, khoảng 17.000 bộ test nhanh chưa sử dụng và 341 máy thở. Bổ sung kinh phí đợt 2 để mua thêm 37 máy thở, nâng tổng số máy thở thành 378 chiếc. CDC Hà Nội có chức năng tham mưu và tổ chức phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm cho thành phố. Trong COVID-19, CDC Hà Nội phối hợp với quận huyện lập 65 đội phản ứng nhanh khoanh vùng, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ khi phát hiện ca nhiễm mới. Đây cũng là đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn thành phố với 2.500 đến 3.000 mẫu mỗi ngày. Sáng nay ngày 23 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có thêm một ca nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh. 53 trên 54 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được chữa trị thành công. Liên tục 16 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca nhiễm mới. Bên cạnh đó, sức khỏe của nam phi công người Anh ổn định, phổi bắt đầu tái sinh dù vẫn còn thở máy, chạy điện tim nhân tạo. Theo đó, bệnh nhân 206 là nam, quốc tịch Việt Nam, 48 tuổi, ngụ ở phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là lái xe riêng có bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 33 trên 33 ca nhiễm COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã khỏi bệnh, nâng tổng số ca được chữa khỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh lên 53 ca. Chỉ còn một trường hợp duy nhất là nam phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng bệnh nhân 91 ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, tiếp tục thở máy và can thiệp điện tim nhân tạo. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Phong, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết, bệnh nhân vừa ngưng chạy thận hôm ngày 21 tháng 4, bắt đầu qua giai đoạn đa niệu tổn thương thận, riêng phổi vẫn còn đông đặc. Tuy nhiên, những thông số của bệnh nhân có phần cải thiện, phổi bệnh nhân trong giai đoạn này đang tái sinh, hồi phục. Tổng số trường hợp nghi nhiễm của Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại là 382 ca, trong đó đã có 380 ca âm tính, còn lại là 2 ca chờ kết quả xét nghiệm. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 110 doanh nghiệp, trong đó 1% ở mức rất ít rủi ro, 67% ở mức độ rủi ro thấp, 32% ở mức độ rủi ro trung bình.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch COVID-19, tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị COVID-19, thực hiện hồ sơ theo dõi 45 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm, 38 trường hợp đã lấy mẫu, 37 có trường hợp âm tính, 1 đang đợi kết quả. Việc triển khai 62 chốt kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch người ra vào thành phố tiếp tục được thực hiện. Ngoài việc số ca mắc ngày càng giảm và các hoạt động kinh tế bắt đầu trở lại bình thường, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan trong việc phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe chính bản thân mình và cộng đồng, quý vị nhé.